Bà xin chào bà con, hôm nay chúng ta sẽ cùng đo mỡ trong máu bằng cái máy đa năng của hãng Multicare được sản xuất tại Ý ha. Cái máy này thì được bảo hành trọn đời, giá của hãng là 2.200.000. Thì chúng ta có các loại que, nhưng khi chúng ta sử dụng que nào thì chúng ta sẽ mua hũ que đó. Que đo đường huyết, que đo mỡ trong máu và que đo cholesterol. Hôm nay chúng ta sẽ cùng sử dụng máy đo mỡ trong máu nha. Để đo mỡ trong máu thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái máy ha, một cây bút lấy máu và một hũ que để đo triglycerid, đo mỡ trong máu ha. Thì đi theo hũ que thì chúng ta sẽ có một cái mã code như thế này. Do đây là máy đa năng nên là chúng ta sẽ có ba màu khác nhau, ví dụ đo mỡ trong máu màu vàng, con chip này sẽ đi theo cái hũ que. Còn nếu mà màu xanh thì có thể đo đường huyết. Nên cô chú anh chị mình nhớ nha, lấy cái con chip của cái hũ que này cắm vào máy. Và cái que khi nào mình cắm vào máy thì nó coi như là que đã xài rồi, nên đầu tiên mình phải chuẩn bị sẵn sàng mình mới cắm que vào máy nha. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị cây bút lấy máu nè. Rồi mình cắm cây kim vào, cây kim để lấy máu. Rồi mình lắp lại, mình chỉnh cái độ sâu của cây kim nha, từ 1 cho đến 6 là sâu nhất. Thường thì da tay bình thường là số 3. Đó, da tay mỏng thì nhỏ hơn, và da tay dày thì mình sẽ chỉnh số 4, số 5. Mình kéo cò thì cái này nó nhảy lên, tức là mình để tay vào thì mình bấm xuống thì cái kim sẽ chích ra ha. Mình chuẩn bị sẵn ha, cây bút lấy máu. Rồi cái máy thì thường đã được cài đặt ngày giờ trước, nên cô chú anh chị mình nếu chưa cài đặt ngày giờ thì mình cài đặt một lần, nhưng mà khi máy mua về là đã cài đặt ngày giờ nha. Rồi mình lấy cái chip nè màu vàng có mũi tên nha, quay vào máy nè, mình hướng cái mũi tên quay vào máy, cái này là ngược ha, mũi tên quay vào máy. Rồi mình mở máy nha. Rồi 5:17 chúng ta kiểm tra, 5:17 của con chip trùng với cái hũ code là đúng ha. Nếu mà sai là chúng ta không nên xài, thì hũ que đó có thể không xài được hoặc là nó sẽ báo lỗi. Rồi xài đúng cái mã code trên hũ que, sau đó chúng ta chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi mình mới cắm que vào nha. Rồi chúng ta thấy màu vàng ha, màu vàng nè, còn này là ngược ha, cái mạch điện quay vào máy. Rồi chúng ta cắm vào đó, khi mà giọt máu chớp thì chúng ta mới lấy máu nha. Kéo cò thì bút lấy máu, chúng ta để vào tay, chúng ta chích. Chúng ta phải nặn ra một giọt máu lớn nha, tại vì cái loại máy này là chúng ta phải cần một giọt máu lớn, nếu mà nhỏ quá thì sẽ hư que. Cô chú chị ha, nặn một giọt máu lớn nha mới đủ máu. Rồi chúng ta sẽ chạm vào cái vòng tròn này, chúng ta phải đủ máu luôn nha. Rồi khi đủ máu thì chờ khoảng 30 giây sẽ ra kết quả. Cái điều Hoàng Sơn lưu ý cô chú anh chị nha, nó khác với đo đường huyết. Đo đường huyết thì mình cần một giọt máu nhỏ, nhưng mà khi đo mỡ trong máu và đo chúng ta sẽ thấy ra một con số nè. Chúng ta đo mỡ trong máu và đo cholesterol, bắt buộc máu, một giọt máu phải đủ lớn chứ không sẽ hư que này nghe, nó hiểu que xài rồi. Rồi một lần nữa mình sẽ nhắc lại cô chú mình ha, đầu tiên là mình phải lấy cái mã code của cái hũ que mình cắm vào để mình mới xài cái tính năng của nó và cái đúng cái hũ que của nó. Và cái tiếp theo á, là mình phải lấy cho đủ máu nha, mình lấy ít máu thì que nó sẽ hư. Cô chú anh chị ha, nhớ một giọt máu to nha, nó khác với máy đo đường huyết đó. Khi đo thì mình nhớ đẩy cái nắp này lại nè đó, để nó mới chính xác, không được mở nắp ra. Rồi khi xài xong thì nếu mà xài đa năng thì chúng ta nên lấy cái que chip chúng ta cất chung, tại vì nó có ba chức năng, chúng ta phải xài đúng cái chức năng của nó. Chúng ta vừa sử dụng xong tính năng đo mỡ trong máu, nếu mà để đo đường huyết và đo cholesterol thì cô chú mình có thể xem thêm các video trên kênh Sức Khỏe 60 giây hoặc là gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn ha. Máy này là 2.200.000 và được bảo hành trọn đời cô chú ha. Thì mình nhớ sử dụng cái loại que đúng với cái loại máy ha, và đúng với tính năng. Rồi cảm ơn cô chú đã theo dõi, tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.